Xin chào quý bà con nuôi tôm. Thì hiện tại thì em cháu đang có mặt tại vuông tôm của chú con. Thì cho em hỏi là chế tên gì chứ? Chế tên Bích. Chế Bích là địa chỉ ở đâu chế? Ấp Kinh 1A Đông Thái, An Biên, Kiên Giang. Địa chỉ là ở Kinh 1A, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang con. Thì như quý bà con được biết á, thì chị Bích đây là khách hàng thân thiết của bên công ty Âu Mỹ. Là chế là xài những mặt hàng nào của bên công ty Âu Mỹ chứ? Chế thì xài là diệt khuẩn, rồi vi sinh ăn phèn, A-Bắc đồ. A-Bắc, Navet đúng không chứ? Rồi. Có xài, chứ có xài cái bộ đồ Ecoblock không chứ? Có, chị cũng ủ thường xuyên để tạo mồi cho tôm. Thì trong quá trình nuôi tôm đó thì hôm bữa mình được biết á là trong vuông tôm chế là hiện tại nó có bị sứa, sứa là những con trứng nước mà nhỏ chứ. Đúng rồi. Thì chứ thấy là trong nước nó phát triển trong nước trong ao nhiều không chứ? Con sứa nó đó. Cũng nhiều. Chứ phát sáng cũng nhiều. Chị xài cái diệt khuẩn mua. Là bị là khi mà trong quá trình mà chế bị phát sáng á, chế xài diệt khuẩn thì cái dòng diệt khuẩn đó là chế cái xài loại nào chứ? Xài cái gói DM1 chứ xài cái gói này. Là gói này nó có thể là diệt sứa trứng nước phát sáng luôn con. Thì tại vì với con được biết á là cái khi mà cái mật độ sứa trong ngao mình nhiều á con, là khi đặc biệt nước mặn thì cái sứa cái trứng nước con nó sẽ làm nhớt nước, là cái chất nước chất nhớt của con sứa nó sẽ tiết ra, nó sẽ làm nhớt nước. Rồi nó sẽ lớn nhất là mắc oxy, cái thứ hai nữa làm cái nước của mình nó hơi bị nhớt, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là con tôm mình nó bị thiếu oxy, đặc biệt là buổi sáng. Tại thời điểm buổi sáng chứ thấy không? Là những cái con sứa nó hay đi lên cái mặt nước á, để nó hơi bơi lên mặt nước á chứ. Lấy cái oxy. Rồi từ đó nó sẽ dẫn con tôm mắc oxy là hay bị nổi đầu buổi sáng. Thì chế xài cái gói này như thế nào chứ? Chứ có thể chia sẻ với con được biết không chứ? Chế xài giấc tối. Là chế đó cái chế dùng cái gì để diệt sứa hay là phát sáng? Phát sáng. Chị nói là chế xài phát sáng thôi con. Dạ. Khoảng 7-8 giờ tối gì đó thì mình xài tạt, thấy bữa sau cũng hết, cũng hiệu quả lắm. Dạ. Là tại vì biết thêm mới không biết sao không? Tại vì cái gói này á, nhất là nó có hai công dụng. Một là nó diệt sứa là những con trứng nước mà buổi sáng á. Thứ hai nữa là có thể là diệt phát sáng luôn. Phát sáng ở đây là khi quý bà con mình quơ nước á, là buổi tối là nó sáng cái vệt đó, thì chứng tỏ là trong cái ao mình bị phát sáng, thì cái đó nó sẽ gây cái khuẩn có hại, nó sẽ gây con tôm mình là bị phát sáng này kia, nó sẽ chết lây ra chứ gây gác. Thì chế gói này chế xài cho mấy công chứ? Gói chỉ xài cho 5 công. Gói chế xài cho 5 công thì giờ thời gian là chế xài lúc 7-8 giờ tối. 7-8 giờ tối rồi thì chế xài vậy, rồi trong thấy chế thấy tầm mấy ngày có hiệu quả chứ? Chị thấy bữa sau là thấy nó hết phát sáng. Qua ngày hôm sau ha. Tối hôm sau là chị bơi là thấy hết phát sáng. Đỡ hơn, cải thiện hơn đúng không chứ? Đúng. Dạ. Rồi ngoài cái việc phát sáng đó là chế thấy cái trong quá trình nuôi đó chế thấy có bị trứng nước được không? Cũng có lai gai ít à. Cũng có lai gai. Thì tạt nó cũng thấy cũng không hết. Dạ, chế tạt vậy rồi thấy sứa nó còn không chứ? Sẵn mình việc phát sáng rồi đó, rồi sứa chứ thấy có còn không? Chị thấy cũng ít. Ít ha. Không có. Nó hạn chế, trong ao nuôi của con. Đó, mình vừa việc phát sáng mình vừa trứng nước luôn con. Đấy. Thì cái gói này á, là mình xài đâu đó chứ khoảng bữa nãy chứ nói mấy công chứ? 5 công. Chị... Là vuông chế bao nhiêu công lận chứ? Vuông chế 13 công mất lại. 13 công mất lại. 10 công chứ xài 2 gói luôn con. Đấy, thì hiệu quả là qua ngày hôm sau luôn chứ? Hiệu quả cũng nhanh đó chứ. Dạ. Rồi như vậy thì sau khi xài phát sáng vậy rồi thì trong quá trình nuôi tôm vậy là chế thấy cái con tôm mình nó có khỏe là không, có sung không hay nó thì bị nó cũng phát triển bình thường. Dạ, nó không ảnh hưởng tôm không ha. Không ảnh hưởng. Dạ. Thì cái nói chung là sản phẩm này bên công ty Âu Mỹ đã nghiên cứu luôn không, thì có thêm một số phụ gia để mà nó không ảnh hưởng tôm, ví dụ như quý bà con mình xài một số loại khác thì nó có thể là gây yếu tôm hoặc là nó rất là gai, nhưng riêng cái thằng này á thì mình xài là không ảnh hưởng tôm, đặc biệt là tôm thẻ nó nhạy cảm đó. Chị chỉ nuôi thẻ số chứ? Chị nuôi thẻ ăn nhiều hơn số thẻ luôn hết. Dạ, chứ xài mà thấy tôm vẫn bình thường, phát triển bình thường chứ? Phát triển bình thường. Dạ. Vậy thì cái gói DM1000 này thì chế xem sản phẩm thì trên thăng điểm từ 1 đến 10 chứ cho sản phẩm được mấy điểm nha? Cho 9 điểm. 9 điểm luôn con. Dạ. Là tính ra sản phẩm này là chế rất hợp tác. Dạ. Rồi một lần nữa thì em xin cảm ơn chế với những lời chia sẻ của tài giới. Dạ. Rồi. Dạ.